Ok, hi các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với lại Slapping Dog phần 2 các bạn ha. Vâng. Và đây là phần 2, mình đang ở trong một cái khu hội chợ. Ở đây có mua lưng rồi nè. Thì mình sẽ tiếp tục cái phần 1. Phần 1 thì có thằng cảnh sát chìm này nó trà trộn vào mấy cái băng đảng giang hồ để nó trả thù cho nhỏ chị Mimi Sen đó. Vâng, và hôm nay thì cái thằng Lucky Ma sẽ dẫn mình đi lấy tiền bảo kê các bạn. Đi thu tiền bảo kê. Đó. Đây là một khu chợ giống như là một khu chợ ngầm vậy đó các bạn. Đó, hoạt động rất là sâu ở trong thành phố. Ở đây có mấy nhỏ nhảy nhảy rồi nè. Nó kêu mình mua cái Darren gì nè. Mình không quan tâm. Mình lại mua máu. Mua máu mình thủ sẵn á. Tôi gì vậy? Sao giống tô mì cay quá vậy? Tô mì cay cấp độ 7 hả? Chảnh đường qua một bên cho đại ca đi. À, và cái địa điểm thu tiền bốc kê của tụi mình đầu tiên sẽ là ở đây ha. Mày cản đường anh quá vậy? Đánh mày bây giờ. Kêu mình lấy tiền ở đây. Chà. Hey little brother. Hey cô, đưa tiền bốc kê cô. How can I help? Winston runs this place and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Mày không muốn gặp các gói thì mày hãy đưa tiền bốc kê cho anh. Hãy nói vậy thì nó mới hiểu được. À, mình sẽ tiếp tục thôi, tiếp tục. No, this is gonna piss dog guys off. Đây là con máu nè. Để mình mua thêm đi. Ê, bán cho mày cái cá viên chiên luôn cái. Thank you for shopping here. À đồ, cái hồ lô. Xấu cơ. Làm cái gì mà la lớn quá vậy hả? Tai phải mà. Đây là cái bán gì đây? À, bán ba cái đồng hồ rồi hả? À, đồng hồ thời trang. Ủa nhưng mà sao ở đây có thằng nhân hộ đứng đây ta? Thằng này nó giữ cho hàng nào đây? Đây là nó đứng nó coi cho cái hàng ông này. À, nhìn nhân hộ quá ha. Thế nào mình thu tiền bảo kê ông này cũng có chuyện các bạn. We're collecting for Winston. Winston? Dog guy said he's in charge here. We're here to clarify. What? You want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid you guys. À, thằng này bảo kê cho mày hả? Bảo kê hả? Mày không biết anh ở đây rồi ai rồi? Mày không biết anh ở đây á con? Mày hả mày? Mày bảo kê trên đức của anh hả mày? Mày tới số mày rồi. Nó bây giờ nó mới chịu đưa. Lì lợm. Phải chỉ đưa từ đầu là hả? Thằng kia nó không bị gì rồi. Ngu. Tiếp tục qua cái hàng thôi. Cái bộ làm bảo kê hơi sướng các bạn. Ủa cái đám này đám nào đây? Cái tụi này tụi giang hồ nào ở đây? Nhìn cái bộ hơi lạ không quen các bạn ơi. Mà không, mình không quan tâm, mình là chùm ở đây mà. Mình là chùm ở Hồng Kông mà mình sợ cái gì? Vẫn lấy tiền bình thường thôi. Đúng là quốc thôi. Work for Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. À, mày không chịu đưa cho anh cái gì? You understand? Go tell Winston to stick a bak choy up his ass. Hey, fellas. À, đù. The troops are moving in on your territory. Mày hả mày? Tụi bay không biết khu này là khu của anh hả? Khu này là khu của anh mà. Tụi bay dám vô đây bảo kê. Trời ơi, quá đẹp. Trời ơi, bay đá mình nữa kìa. Mất dạy. Mất dạy nè. Mất dạy. Rồi sao cô? Giờ muốn cái gì nữa hả? So
Dạ, có đưa tiền hay không? Nói tiếng. Đấy, phải chi đưa từ sớm là mấy thằng này đâu có mập mình. Đấy, còn chỗ nào nè? Hàng của mình bị mấy nhân hồ nó hả quậy phá nè. Đúng là cái vùng đất rất là phức tạp. Giống như là phim giang hồ chợ lớn vậy đó các bạn. Một mình chơi ba thằng luôn. Trời ơi, gãy giò luôn. Chết mẹ. Gãy giò nè con. Quá ngon lành sạch sẽ luôn. Trời, trong đám này có 5 thằng là một mình chơi 4 thằng rồi đó. Này nó quýnh được cái con thằng một à. Vãi rồi chứ vãi anh em. Rồi, tôi đã giúp chú hả? Dọn dẹp hết cái đám giang hồ lâu la. Chú mà buôn bán ở đây được hả? Bình yên vậy là nhờ tôi có kê đó ha. Không nhờ tôi là mấy giang hồ nó quậy nát cái quán của ông rồi đó. Tôi thu bạc 10 thôi mà nó thu bạc 20, 30 không. Để vô mua đồ của Đạt được rồi. Đó, trên bản đồ map nó hiện cái chỗ bán quần áo này nè các bạn. Mình sẽ vô mình mua quần áo. Mua quần áo rồi hả? Mua dài rồi nè. Để mình mua cái nón đi. Đợi cho nhìn nó giang hồ chút. Ok. Mua. À, quá đẹp. Còn quần coi. Thôi để vậy được rồi ha. Mua nhiều tốn tiền nó không mua dài đi. Ok, đây dài quá đẹp. Rồi ok. Được rồi. Đó, đội cái nón vô nhìn hả. Cái đồ đẹp trai được tăng lên gấp được nhiều lần nữa. Ok, tiếp tục thôi. Tiếp tục đi qua cái chỗ xanh xanh này, chỗ này nè. Dẫn đường đi Zaki Ma, mày biết đường mày dẫn đường đi. Rồi sau đây gặp cái gì, vụ gì đây? Hey, hôm nay đi làm ăn được là quá hời. Đã gặp đại ca Winston à. Would you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? Nó nghi ngờ này là công an các bạn. I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Nó nghi ngờ này là công an chìm á. You're coming with me. We got something to take care of. And you. Thằng này nó kêu con Zaki Ma đi để nó thảo luận một cái số chuyện về cái thằng này. Nó nghi ngờ thằng này là cảnh sát chìm các bạn. Được những cái được 800 đô Hồng Kông luôn. Quá đã. Rồi bây giờ phải đi đâu đây? À đi đi nhận diện những cái khuôn mặt. Để mình làm việc ở trong cái cảng Hồng Kông này. Cái là mua máu mà. À cái thằng bên đây. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. You might want to hurry. I heard dog guys are sending reinforcements. Okay. They'll probably be gone before they get here. À, nó kêu mình đi nhận tiền giùm nó, rồi chuyển tờ tiền này lại vô cái khu Golden Coin á các bạn. Để đưa lại cho thằng Winston hay sao á.
giống như đi thu hộ vậy đó. À, đu nhảy dữ bay. Rồi mình sẽ trở lại cái khu Golden Coin. Ủa sao giang hồ đâu dữ vậy? Ở đây là khu của anh mà. Có nhầm lẫn gì không đây? Cụ mày. Hay là cái thằng Winston nó chơi mình? Đông vãi. Gãy giò nè con. Trời đông vãi. Biết vụ gì đây? Gãy giò. Xong xuôi. Mấy thằng tép riêu. Mà không biết thằng nào kêu lại quýnh mình đây. À, tôi có tờ tiền muốn đưa cho chị nè. Đã hoàn thành xong được một cái nhiệm vụ. Vận chuyển tiền. Ok. Nó kêu mình đi lên. Nhưng mà mình thắc mắc. Rất là thắc mắc, không biết mấy đám giang hồ nó đâu nó ra mà nó quýnh mình. Nhưng mà cái khu Golden Coin này là cái khu của thằng đại ca Winston mà đâu có nào dám vô đâu tự nhiên. Hay là thằng này nó chơi mình, nó kêu người đánh mình. Gì look out for why? Take a nice little cut for my boys, no problem. This week, I send Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Oh. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all fuck ourselves. Dog Eyes? Những chàng trai con chó hả? That home garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Đồ má ngồi đây ăn hủ tiếu mì Quỳnh Thánh nè. Sướng. À giờ mới cho ăn rồi hả? Phí mụ chọn nhỏ đẹp quá vậy. Mua gì em? Gái em mua gì? Đứng chi chỉ gì vậy? Không có gì đâu mà cho em đứng em chỉ. Sỉ 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 cái con quẹ. Nó kêu mình đi đâu đây? Để làm cái gì nữa đây? Police respawn. À hay là có người chơi sau lưng mình hả? Mày hả mày? Mày sao? Gọi cho ai đây, có điện thoại đó nè. A report. Này bị khóa hết rồi mà. Điện thoại này không phải iPhone. Nó kêu mình làm cái gì đây? Không có cuộc gọi nào. Hey sexy
Messenger không có luôn. Reebok thì chưa có ung lóc. Ok, nói chuyện. Know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. Hey, all brands. Gì kêu nào có đánh tao hả? Thằng này hôm nay ngon tao, hồi nãy nó đưa tiền cho mình đàng hoàng lắm mà. You make it up for me tonight, and we got a deal. Này là thằng nào đây? What are you going to do? Me, I got a message for you. Stop. Hay là thằng này nó tố cáo mình làm bullet. Mày chạy hả mày? Trời ơi, sếp nó bị điện giật. Bỏ con mẹ rồi. Chánh đường, chánh đường, chánh đường, nó cho anh chạy nè. Mày chạy đâu cu? The fuck? Shit, chết mẹ tôi. Mày nó chạy nhanh vãi luôn các bạn. Nó ăn cái gì mà nó chạy nhanh dữ vậy? Mà nó chạy lại ngay cái ổ luôn. Chết mẹ, bị mai phục rồi. Mà không sao, mình là cao thủ võ lâm mà. Mày hả mày? Chết chưa? Mày chưa chết, chưa chết hả mày? Chưa chết hả mày? À, chưa chết nữa, trời, quýnh vậy mà còn chưa bị gì nữa kìa. Khó mà vô hồn chết mẹ mày luôn. À, lấy đường nữa mình đi lên. Này cũng chắc là thuộc loại cộm cán trong đây nè, cho nên mới có nhiều đàn em vậy đó các bạn. Rồi nó cầm dao nữa kìa. Trời, chết mẹ rồi. Trời, quất mức nhiều máu vậy. Trời, bà nội mày. Bà nội mày. Chết chưa? Còn này nữa thôi. Trời ơi, đâm mình kìa. Chết mẹ, mất máu rồi. Trời, này đánh ghê vậy. Nó cầm dao đâm mình. Mình phải kinh tơ lại nó. Còn xíu máu rồi các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Hay quá, cuối cùng cũng giết được nó.
guy's gonna kill you. Fuck tall guys. Mày hả mày? Winston owns this area. You fuck with us and you'll regret it. Okay, okay. But please. Chết mẹ, bullet tới rồi. Trời. Mày tưởng nó quăng xuống lầu luôn rồi chứ. Fuck. Tự nhiên bị cái xét bắt luôn. Hay là biển nào nó gại rồi đây, hay là biển nào nó dụ mình vô đây rồi đây, lại phải vô tù nữa. Nhỏ này nhỏ nào đây? You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime, and now you're here enforcing for. Ừ, mới mua cái nón đội vô đẹp trai quá các bạn ơi. You know you don't have to throw your life away like this. Sao sao em? Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, superintendent, I'm in the middle of an interrogation. There's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the triad. And not only is it against protocol... Well, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei, we can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is. Nói cái lòng Wei. It doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Tôi cần anh thật là cẩn thận, rất là cẩn thận. Vì công việc này. Nó kia này làm gì đây? Hoàn thành được chapter 2 nữa rồi hay các bạn ha. Cái này là cái cớp, cái kinh nghiệm cảnh sát nè. Còn ở dưới là một cái kinh nghiệm gì nè, kinh nghiệm đánh đấm. American gangs, Asian ones, don't compare to the triads. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Wei. Much more careful. Anh phải cẩn thận, anh phải rất là cẩn thận vì cái công việc này. Nó vậy nó mới kêu này là be careful, very careful. À đồ má được chui nhà rồi hả? Đây là căn nhà riêng của mình đó hả? À air they sleep. À đồ má đây bộ đồ giống bộ đồ Little Long á ta. Mới ngủ dậy mà sleep nữa không nổi. Đùa. Đây là cái áo nè. À bây giờ thì mình có thể tùy chọn bản đồ rồi. Đó, mình có thể mua quần áo hay là cái gì đó. Ok ha. Rất là giống GTA luôn. Cái M là cái gì đây? Cái M này đó. À bấm chữ M để mình có thể chọn một chiếc xe gì đó. Đây là cái áo nè. Đây là toilet. À vô tắm cái coi. À, chắc cũng cỡ 1 tháng trời chưa tắm rồi đó. Sử dụng toilet hả? À đù, đi đái luôn. À, sướng vậy. Quá thoải mái. Ok. Sử dụng để rửa tay rồi. Đi đái rồi phải rửa tay, rửa mặt rồi. Với ai để tay vậy ra móc nó mũi. Chết luôn á. Để có tắm được không đây? Không có giò lấy mẹ tắm trời. Ok. Và cái video clip này của mình xin kết thúc tại đây ha các bạn ha. Và cái phần 2 của mình sẽ chấm dứt tại đây. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và mình hẹn gặp lại các bạn ở video phần 3 của mình ở lần tới nha. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và các bạn hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình. Và một lần nữa hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Bye bye các bạn.